Ôi, hai người nhá. Mình nghe đầu kia nó có cái con rắn cắn ếch. Mình cái khoảng khắc này nó rất là hiếm có. Giờ mình sẽ lại đó, mình quay cho mọi người coi ha. Mọi người cùng theo dõi nhá. Rồi, mình đi. Chạy ra. Ra xem nào. Rồi tới mọi người. Nó đây. Đây mọi người. Mình cận cảnh quay con rắn ăn con ếch này. Mất công nhà mọi người. Quyết định không nhà. Mặc dù nó thế mình ngồi nó gần nó rồi nè ha. Quá lì mọi người. Để xem nó làm gì to, nó nước cũng hơi trôi mấy. Khoảnh khắc này lâu lâu mới đụng thôi mọi người. Nên mình quay lại cho mọi người coi ha. Chờ đợi nó xem nó làm được gì con ếch nào. Vẫn đang nuốt. Có lẽ là hơi khó. Xem nó có nuốt được không nha. Cẩn thận luôn mọi người. Có vẻ nó không sợ mình. Sát lộn à. Mà nó vẫn còn nuốt. Nó nuốt được mọi người ơi. Dữ quá ta. Đấy. Nó cần nuốt được rồi. Quá ghê. Trời ơi. Rồi vô được rồi, còn đúng cái đầu thôi, quá ghê. Trời ơi, vậy mà nó nuốt được á. Ui ghê ta. Con ếch to vậy mà nuốt còn cái đúng cái đầu thôi. Trời ơi, nhìn này, hơi to luôn rồi. Nó giãn cái miệng nó ra ghê không. Wow, vãi dữ. Người thì nhỏ xíu mà giãn lên được ra người. Nặng cấp quá vậy. Người ta ê người thấy cái miệng không?
Đó, nó đang cố nuốt vào. U người ta. Khắc này hơi khó vậy, nhưng mà nó nuốt rồi nó còn lì không mọi người. Đó. Người nó đấy. Cái phần này nó dán hết vào rồi, mình phải can thiệp vào. Ồ, mình đưa nó lên tay luôn mọi người, mình xem nào. À, trời ơi, mọi người thấy nó nuốt à? Con nhái này, con ếch con chứ, cầm lên tay con không cầm nhả nữa, à, quá lì luôn. Giờ là nó cố nuốt rồi, à, lì quá. Ấy. Cầm lên tay không thả luôn, rắn thì nhỏ thôi. Cái miệng nó này. Thấy không? Rắn to hơn cả cái tay mình rồi. Ngón tay mình. Ua. Con này rắn nước. Quá phiêu luôn. Cầm lên tay vẫn còn nuốt. Nhấp bỏng hết lên rồi à. Trời ơi, nó quấn tay mình luôn. Đang nuốt vô rồi. Nuốt lì. Ô, quá lì. Lên tay luôn là còn lì à. Đó. Có lẽ nó nhả. Nó nhả rồi. Dạ. Nó chịu nhả rồi. Đây. Con ếch đã đi và nó chân tay mình. Ha. Đây. Ôi ôi. Sao máu không? Đó. Tay mình cầm nó. Cuối cùng thì nó cũng nhả con ếch đi. Ô, đứt đuôi luôn. Rồi. Nó này. Nó còn chạy chạy nữa. Có vẻ có bao nhiêu sức thì nó dồn hết vào rồi. Không có nó vật lộn với con ếch à. À, giờ nó cũng mệt rồi. Mặt nó này. Nó đang chảy cái gì trong bụng. À, mình quay xíu nữa cho mình coi. À, nó đang dãy dụa gì đây. Chơi chia gì đây. Quay. Mình cầm đuôi nó quay. Rồi làm sao ra. Đứt khúc nữa hả? Ta nắm sâu này làm sao mày biết được một con. Cho mày quay chán này. Tay mình giữ im lắm mà nó cứ quay này mọi người. Hai mọi người. Sao nó không dãy mà nó lại quay này ta. Tưởng quay này nó ra được á. Khi mình bỏ thôi ha. Cái này vui đó. Ý. Ê. Giỡn nó tí rồi mình thả nó đi. Tại vì nhỏ quá. À, bé à, nó tầng 2 lạng. Không được 2 lạng đâu. Con này có tầm hơn lạng. Đó, giờ làm sao? Cứ vậy nhá.
dẫn ra tí thôi. Hả? Mệt rồi, hết quay được rồi. Quay đi ba. Sao vậy? Không quay nữa. Yếu rồi à? Mệt rồi. Quay chán đi chứ. Hay không quá. Rồi thôi thì mình cũng kết thúc video ở đây mọi người. Thì mình thấy khoảng khách này cũng hay hay, nhưng mà mình quay lại cho mọi người coi. Rồi mình chào tạm biệt mọi người nhá. Mọi người mà thấy video này hay thì hãy chia sẻ và đăng ký, nhớ bấm chuông luôn nhá mọi người, ủng hộ mình nhá. Khoảng khách này lâu lâu mình gặp thôi, gặp thì mình quay lại cho mọi người coi. Cầm trên tay này. Nó mệt rồi. Mình chào tạm biệt mọi người nhá. Giờ mình thả nó đi. Thả đi đây. Đây. Đó, bắt đầu xuống nước rồi, mệt rồi. Đó, đi rồi. Rồi.